Liên quan tới vụ việc chó pitbull cắn người xảy ra vào năm 2022 lại có tính chất cố tình với câu nói để cho cắn nó đi. Mới đây, chủ nhân câu nói gây phẫn nộ này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng truy tố về tội giết người. Ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trường Anh Tâm sinh năm 1983, Đạo Văn Ngọc sinh năm 1986 và Trần Đình Thảo trong đó, Trần Đình Thảo bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng truy tố về tội cố ý gây thương tích, Trương Anh Tâm và Đặng Văn Ngọc bị truy tố về tội giết người. Tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử Toán Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung liên quan hành vi của Trần Đình Thảo vì có dấu hiệu cùng tội với Trương Anh Tâm và Đặng Văn Ngọc. Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã có bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố tội giết người đối với bị can Trần Đình Thảo. Theo hồ sơ vụ án, chiều 29 tháng 5 năm 2022, Đặng Văn Ngọc cùng Trương Anh Tâm ngồi nhậu tại nhà của Ngọc ở tổ 100, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, Ngọc kể cho Tâm nghe mâu thuẫn về đất đai của mình với Thảo. Khoảng 30 phút sau, Tâm qua nhà gọi Thảo đến nhà Ngọc để giải quyết mâu thuẫn. Thảo qua gặp Ngọc, hai bên tiếp tục cãi nhau căng thẳng, sau đó ẩu đả. Tâm đứng bên cạnh không can ngăn mà cùng với Ngọc hành hung Thảo, làm người này ngã xuống sân. Thảo đứng dậy chạy về trước nhà, lấy một cái xẻng quay lại trả thù. Tuy nhiên, Tâm tức được cái xẻng và gây thương tích cho Thảo. Ngọc lại lấy xẻng tiếp tục ra tay với Thảo. Tỷ lệ thương tích của Thảo 14%. Theo kết quả điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng thể hiện, sau khi bị Tâm và Ngọc đánh, Thảo về nhà thả hai con chó pitbull và béc không rõ mõm đang nhốt trong chuồng dẫn qua nhà Ngọc cắn trả. Thảo chỉ tay về phía Ngọc và Tâm, sau đó con chó pitbull liền xông đến vồ lên người cắn Ngọc, đồng thời Thảo còn nói để cho cắn nó đi. Trong lúc Thảo cản Tâm lại thì Ngọc tiếp tục bị con chó pitbull cắn gây thương tật 29%. Chó chạy rông không rõ mõm, chó pitbull được nuôi thả công khai là nỗi ám ảnh của nhiều người bởi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Vì thế hành vi thả chó giữ tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể nếu không cấp cứu kịp thời dẫn đến hậu quả có thể dẫn đến án mạng.